Bây giờ chúng ta sẽ học binh khí. Nhất sẽ được lựa chọn một binh khí. Thì lúc đầu khi mà con tới võ đường, con lại thích cái mỏ gãy. Dạ. Cho nên là con cũng muốn học một số cái động tác để có thể sử dụng mỏ gãy. Mời con lấy binh khí. Đây là cái mỏ gãy, là một cái binh khí mô phỏng cái mỏ gãy để người nông dân gãy rơm khi phơi rơm cho nó khô. Yeah. Nó có một cái đặc điểm là nó có hai cái cạnh này, và một trong những cái đòn thế hiệu quả của nó là cái đòn tước đoạt binh khí người ta bằng vặn cái mỏ gãy. Nó đâm cũng rất hiệu quả. Với khi đâm á, là người ta vướng cây người ta, cho nên nó bắt được cái cây của người ta. Đó là một số đặc điểm mà khi sử dụng cái này. Yeah. Bây giờ bắt đầu về nội dung. Thầy làm rồi con làm theo. Yeah. Chào. Chào thì mình khoát tay. Giang tay khoát tay đây. Ôm, đẩy ra. Trung bình. Thứ hai. Mở. Chân qua đây. Bắt. Tiến tới. Đập xuống. Kéo chân lên, đánh lên. Những bài quyền Bát Bộ Bồi Nguyên và bài thảo binh khí mỏ gãy, vị võ sĩ chủ môn Y Võ Khí Công còn tận tình hướng dẫn cho bạn duy nhất kỹ thuật đánh đối kháng. Theo quan sát và cảm nhận riêng của tôi thì dường như duy nhất thích nhất phần này. Tranh thủ lúc anh bạn duy nhất ôn luyện lại kiến thức võ thuật đã được học, tôi đã xin bày tỏ nguyện vọng bản thân cùng vị chủ môn Y Võ Khí Công này. Ngoài cái việc mà đam mê võ thuật về nghề chính của em là nghề vệ sĩ, nên em cũng muốn thầy hướng dẫn cho em vài chiêu để em phục vụ cho công việc nó tốt hơn. Tôi sẽ giới thiệu một thế tự vệ. Dạ. Cũng rất là phổ biến đối với anh em là công tác chuyên môn. Dạ. Bảo vệ. Ví dụ đối phương tấn công ta bắt ta lại, bẻ tay đối phương này. À, nếu đối phương nó mạnh hơn, nó gồng trở lại. À, nó gồng trở lại, kéo lại, đánh lại. Dạ. Thì chúng ta lại bẻ, ốp, dạ, ốp tay. Và ta dẫn giải đối phương đây. Đối phương nó rất đau đớn nếu chúng ta kéo mạnh là gãy tay này. Và nếu đối tượng nó tiếp tục nó phản ứng nữa, nó gồng lại, nó không cho ta bẻ tay nó gồng lại. Và nếu nó chống cự lại, nó gồng tay lên, thì chắc bẻ thì chúng ta chỉ có sang. À, ta khóa cổ này, ta dưới tay trên ta khóa cổ này. À, đó là biến đòn. Yeah. Rồi một trường hợp nữa, nếu đối tượng cũng cứ thế đó, giả sử đối tượng phản ứng thì chúng ta lại biến đòn sang tầng khác. Kể cả ta sử dụng những đòn thế của các môn võ khác tổng hợp, tại trong nghề vệ sĩ mà không phải phân biệt một môn võ nào hết. Dạ. Tất cả đều là phải đối thủ thì tấn công đủ kiểu. À, ví dụ cũng thế vừa rồi đó, đối phương tấn công. Dạ. Bắt tay bẻ cổ ta, đối phương chống lại, ta bẻ xuống đây, đối phương lại chống lại, thì chúng ta lại dùng cái thế khác để bẻ tay đối phương. Cái lần đầu tiên đối phương quay bên này. Dạ. Thì ta có thế xiết cổ. Dạ. Lần thứ hai quay ngược lại phía này thì ta lại thế kẹp chân, à, đè cổ và bẻ tay. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của võ sư Trần Đình Dương và sự hỗ trợ đắc lực của môn sinh trong Y Võ Khí Công, tôi đã được học thêm hai thế võ. Hy vọng những đòn thế này sẽ giúp ích cho tôi trong công việc vệ sĩ hàng ngày. Có thể nói, những đòn thế biến hóa khôn lường, những chiêu thức lúc cương, lúc nhu trong Y Võ Khí Công đã thật sự mê hoặc tôi. Thì vừa rồi em cũng cảm ơn thầy, cảm ơn bạn sư huynh này cho em hai cái thế võ để mà chống lại cái đối tượng tấn công chính mình và tấn công
cái thân chủ của mình. Thì cảm ơn này. Hôm nay sau một thời gian tập luyện rất là hăng say, thì hôm nay chính thức Nhất sẽ có một cái buổi kiểm tra. Sau khi được thầy trực tiếp là người hướng dẫn cho mình những cái động tác múa quyền cũng như là những cái kỹ thuật đấu, thì hiện tại Nhất cũng rất là tự tin. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một xíu hồi hộp để mình giữ bình tĩnh nhiều hơn để trước khi vào cái phần cuối, đó là phần kiểm tra cuối cùng. Với những nội dung đã được học trong thời gian qua, tôi tin rằng anh bạn duy nhất của tôi sẽ làm nên chuyện trong buổi kiểm tra này. Đầu tiên là kiểm tra bài thảo bộ. Thầy sẽ chứng kiến khi nào thầy thấy đạt, thầy bảo ngừng thì ngừng. Mình cũng không phải cần thiết là đánh dài hay ngắn, quan trọng là kỹ thuật mình đã tốt chưa. Ngưng. Được rồi, đấy là có thể xác định được là con đã hoàn thành tốt kỹ thuật của bài này. Vừa rồi con đã thực hiện tốt cái phần thảo bộ. Tiếp theo là phần đối kháng. Thì sẽ có cái việc kiểm tra kỹ thuật đối kháng. Và cũng lưu ý là việc thực hiện đối kháng này thì tuân thủ nguyên tắc là chỉ được sử dụng những đòn thế đã học và ghi điểm bằng những cái kỹ thuật là chính, chứ không phải là một cuộc tỉ thí như là sự thật, mà đó là tính điểm kỹ thuật với các lần đỡ đòn. Chúng ta sẽ kiểm tra 3 hiệp, mỗi hiệp 1 phút và sẽ có tiếng chuông nhắc bắt đầu và kết thúc hiệp. Nhưng trong quá trình giao đấu, duy nhất đạt được kết quả thì không cần đủ 3 hiệp, cũng có thể ngưng trận đấu. Mời trọng tài. Hiệp thứ hai bắt đầu. Hiệp thứ ba là hiệp cuối, bắt đầu.
Diệp. Vừa rồi qua việc kiểm tra thì nhận thấy ưu điểm là duy nhất đã biết thực hiện đòn chân tiền, nghĩa là đòn chân gần nhất để mà đánh vào đối phương và có những đòn hư để mà hạ đẳng để mà đánh thượng đẳng. Cái thứ hai là duy nhất đã thực hiện được hai đòn, một đòn đánh ngã đúng như chương trình đã học, rất là tốt. Xác định duy nhất đã đạt được kết quả rất là tốt trong cái cuộc sát hạch đối kháng vừa rồi. Tuy nhiên còn một điều mà duy nhất lưu ý lưu tâm, đó là đòn cản và rê đối với những đòn đánh lật. Cái thứ hai, cái bộ thuận của duy nhất là cái đòn đảo sơn chân tiền chân phải, nhưng nếu mình phát huy hơn ở cái chân trái thì nó sẽ gây rất khó khăn cho đối phương. Trước tiên thì cảm ơn thầy rất là nhiều đã hướng dẫn cho con những kỹ thuật đó. Bên cạnh đó, để có được cái ngày kiểm tra hôm nay thành công phần đối kháng thì cũng nhờ bạn này đã hỗ trợ con rất là nhiều. Con cũng xin chân thành cảm ơn bạn. Dạ. Chúc bạn càng ngày càng phát triển nhiều hơn, tốt hơn và sẽ làm rạng danh thầy. Dạ. Ngày cuối lưu lại tổ đường y võ khí công, hai chúng tôi đã vinh dự được nhận bằng kỷ niệm chương từ tay vị võ sư. Tấm thịnh tình này chúng tôi mãi mãi không quên. Tạm biệt tổ đường y võ khí công, tạm biệt vị trưởng môn hết lòng vì nền nghệ thuật. Hành trình đi tìm con đường võ học còn dài ở phía trước, nhưng chúng tôi sẽ nhớ mãi cái tình của những môn sinh ở nơi đây.